Đã đến giờ làm việc, mời các em ổn định vị trí để chúng ta bắt đầu vào bài học. Đối với cả cái môn học lập trình nâng cao thì có lẽ rằng là đây là một cái phần của cái kỹ thuật lập trình. Và trước đây chúng ta đã được học cái môn ở môn nhập môn lập trình. Thì ở cái nhập môn lập trình thì chúng ta cũng sử dụng cái ngôn ngữ lập trình C để chúng ta rèn luyện cái kỹ năng lập trình. Thế và phát triển tiếp tục cho cái nội dung về cái nhập môn lập trình thì chúng ta có một cái học phần, đó là học phần là lập trình nâng cao. Và ở trong nội dung học phần lập trình nâng cao này thì chúng ta sẽ được tiếp cận với cả ba cái nội dung. Nội dung thứ nhất đó là con trỏ, nội dung thứ hai là nhập xuất dữ liệu và tệp tin, nội dung thứ ba là kiểu cấu trúc và kiểu hợp. Thế vì là cái môn học này là chúng ta cũng đã từng học rồi, cho nên là ở cái nội dung bài học trong đợt này thì chúng ta sẽ điểm qua một số các nét chính. Trên cơ sở đó thì chúng ta đi vào rèn luyện kỹ năng lập trình, viết code trên cái ngôn ngữ lập trình C. Và cái môi trường soạn thảo cho cái chương trình viết bằng C thì chúng ta sẽ sử dụng cái môi trường soạn thảo đó là Dev C cộng cộng. Thế thì có lẽ rằng là trước khi đi vào cái nội dung khái niệm con trỏ, thế nào là con trỏ, cách khai báo ra làm sao, thì chúng ta cùng điểm qua lại một cái cấu trúc của một cái chương trình trong C. Thì đối với cả chương trình trong C về cơ bản thì sẽ chia thành ba cái phần. Phần thứ nhất là chúng ta khai báo các thư viện. Đây là cái nơi mà chúng ta sẽ đây là các cái thư viện, là cái nơi mà chúng ta sẽ sử dụng các cái hàm, các cái chương trình con của các thư viện đó trong cái chương trình của chúng ta. Thế cái phần phần thứ hai đó là cái phần mà chúng ta sẽ khai báo hàm. Hàm là gì? Rồi là chương trình con hàm được định nghĩa ra làm sao? Thì cái này nó nằm trong cái phạm vi của học phần nhập môn lập trình mà chúng ta đã được học. Thế tiếp tục là đến hàm main. Bất kỳ một cái chương trình C nào chúng ta cũng có một cái hàm main, đây là người ta gọi là hàm chính. Thế trong hàm main này chúng ta thực hiện giải bài toán đó như thế nào thì chúng ta triển khai viết code ở trong hàm bên này, rồi chúng ta gọi tới cái chương trình con hàm nào thì chúng ta cũng triển khai ở trong cái chương trình trong cái hàm bên này. Thế khi chúng ta sử dụng con trỏ thì chúng ta biết rằng là đây là một cái biến dữ liệu mà nó khác với cả các biến dữ liệu thông thường, bởi vì đây là một cái biến mà lưu địa chỉ của các biến khác, cho nên giữa con trỏ và địa chỉ nó có một cái mối liên hệ khăng khít với nhau. Vậy trước khi vào cái chương ở vậy ở trong cái chương 1 này thì chúng ta sẽ đọc những cái nội dung gì? Thứ nhất là chúng ta cần nắm được khái niệm và cách sử dụng con trỏ. Thứ hai là khi chúng ta sử dụng hàm mà có liên quan tới con trỏ, hay là khi chúng ta sử dụng cái hàm trong chương trình con hàm trong C thì chúng ta thực hiện chuyển đổi số cho hàm là kiểu dữ liệu con trỏ thì chúng ta chuyển cho nó theo cái cú pháp nào, cách thức làm sao, và cuối cùng là chúng ta sẽ xét tới cái mối liên hệ giữa con trỏ và mạng. Thế vậy thì con trỏ là gì? Chúng ta nhìn đây, ở đây giả sử rằng là chúng ta có một cái biến nguyên ạ, biến nguyên A, gán giá trị cho nó là 10. Thế thì cái biến A này này gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là nó với cơ bản ấy, thì biến A có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là giá trị của biến A là bao nhiêu, cụ thể đây được 10. Thành phần thứ hai đó là cái địa chỉ của A trên bộ nhớ là cái gì. Đó. Thế và khi chúng ta muốn lưu trữ hay là chúng ta muốn tham chiếu tới cái địa chỉ của biến A thì chúng ta tham chiếu ra làm sao? Và cái địa chỉ của cái biến A này thì chúng ta lưu ở đâu? Vậy thì chúng ta sẽ có một cái con trỏ này sẽ lưu địa chỉ của biến. Ví dụ giả sử như là chúng ta có một cái con trỏ pointer. Đấy, con trỏ pointer. Cái con trỏ này này nó sẽ lưu địa chỉ của cái biến A, của biến A này nó có giá trị là 10 và địa chỉ ví dụ như là địa chỉ của nó ở trong cái bộ nhớ ảo của ta nó cả địa chỉ là 1224. Thế thì khi đó cái biến pointer này sẽ có là một cái biến biến này sẽ lưu địa chỉ của cái biến A nó là 1224 chứ không phải giá trị của A. Đấy. Thế khi khai báo cái con trỏ thì chúng ta cũng khai báo giống như
Thông thường chúng như biến dữ liệu thông thường thôi, chúng ta cũng có hai cách biến, có hai cách khai báo. Khai báo thứ nhất là chúng ta khai báo trực tiếp, và cách khai báo thứ hai là chúng ta khai báo cách gián tiếp. Thế cách thứ nhất là khai báo trực tiếp ấy, thì chúng ta sẽ khai báo với cái từ khóa đầu tiên, với cái kiểu chúng ta sẽ khai báo với hai thành phần. Đó. Thứ nhất là chúng ta sẽ khai báo với cái cú pháp là tên kiểu dữ liệu này, sau đó là đến tên biến con trỏ. Thế để phân biệt là biến con trỏ với cả biến dữ liệu thông thường ấy, thì chúng ta sẽ khai báo nó với cái việc mà chúng ta đặt trước cái tên biến con trỏ là một cái dấu sao. Đó. Ví dụ này, giả sử như là chúng ta khai báo một cái biến con trỏ là CH1 với một biến con trỏ là CH2. Thế đây là ví dụ ta cần khai báo đó là một cái con trỏ kiểu ký tự, thì khi đó chúng ta sẽ khai báo nó với một cái dấu sao đứng đằng trước để nói rằng rằng đây là con trỏ ký tự chứa các biến. À, con trỏ ký tự này nó có tác dụng gì? Nó là cái biến chứa địa chỉ của biến khác và địa chỉ của những cái biến mà biến đó có kiểu ký tự, thì nên thì biến như vậy là khi đó chúng ta có biến CH1, CH2, đây là các biến con trỏ. Thì ở dòng thứ hai chúng ta khai báo một cái biến, đó là biến P1 và P2. Chúng ta thấy P1 của ta, à, chúng ta khai báo là một cái biến con trỏ nguyên. Đây, biến P1 này có tác dụng là lưu trữ địa chỉ của những cái biến có kiểu nguyên, kiểu in. À, thế còn P2 ở đây là chúng ta khai báo đây là một cái biến có kiểu nguyên. À, biến này là chứa dữ liệu thông thường chứ không phải là biến con trỏ. Thì khi chúng ta khai báo con trỏ thì chúng ta cũng lưu ý rằng là một số các cách khai báo như này là chúng ta khai báo ví dụ để dấu sao ngay đứng ngay trước kiểu dữ liệu thì chúng ta đây là khai báo sai cú pháp đúng không? Hay là ngay sau kiểu dữ liệu cũng là sai cú pháp. Thế rồi là chúng ta khai báo một cái biến con trỏ pi, biến này lại mang giá trị là bằng 10 thì như vậy là cũng là sai cú pháp, bởi vì là cái biến con trỏ này là nó lưu địa chỉ của một biến khác chứ không phải là lưu giá trị. Thế cách thứ hai là chúng ta định nghĩa biến con trỏ. À, chúng ta khai báo một cái biến con trỏ bằng cách là chúng ta định nghĩa một cái biến con trỏ. Ví dụ chúng ta định nghĩa theo cú pháp mà với từ khóa là thay dép, sau đó lên tên kiểu dữ liệu rồi đến tên kiểu con trỏ. Thế sau khi chúng ta định nghĩa một tên kiểu con trỏ rồi thì chúng ta bắt đầu khai báo các biến con trỏ thông thường thông qua cái kiểu dữ liệu là kiểu mà chúng ta vừa mới định nghĩa thông qua từ khóa thay dép này. À, ví dụ này, giả sử như là ta khai báo một cái biến con trỏ kiểu nguyên là pin, là kiểu in. Thế sau đó chúng ta khai báo một cái con trỏ P1 à, có dấu sao trước đó, đây cũng là một con trỏ kiểu nguyên. Thế ngoài ra chúng ta còn có thể là khai báo một cái biến P2, P3 có kiểu P-in. Về về cơ bản chúng ta thấy rằng P2, P3 ở đây thì khai báo của nó giống như là một cái biến, tưởng chừng như nó giống như là khai báo một cái biến thông thường, biến dữ liệu thông thường, nhưng thực tế thì đây là P2, P3 chúng ta khai báo nó là biến con trỏ có kiểu là kiểu P-in. Đấy. Thế con trỏ này nó có tác dụng là lưu trữ địa chỉ, nó có vai trò là lưu trữ địa chỉ của những cái biến, của những cái biến nguyên. Thế khi chúng ta sử dụng con trỏ thì con trỏ này nó có một cái, khi nói đến kiểu dữ liệu kiểu chúng ta nói đến con trỏ thì con trỏ này nó có một cái hàng đặc biệt. À, cái hàng này là để nói rằng là đây là cái con trỏ mà có giá trị này, nó là con trỏ không trỏ tới đâu cả, thì cái hàng đấy người ta gọi là null. À, khi chúng ta khán cái giá trị null này cho một cái biến con trỏ thì khi đó là con trỏ này không trỏ ở đâu. Và cái việc mà chúng ta sử dụng một cái con trỏ có giá trị bằng null nó khác với con trỏ là chưa được khởi tạo. Thế khi mà chúng ta khai báo một cái biến mới, con trỏ mới, thì cái biến con trỏ được đặt ở địa chỉ nào? Chúng ta khai báo một cái biến thì con trỏ đấy nó sẽ đặt một cái địa chỉ nào đó, mà lúc đó mà cái giá trị của con trỏ nó là một cái địa nào, cái giá trị mà chúng ta không biết trước. Đấy. Tức là hay nói khác đi là cái con trỏ mà chúng ta vừa mới khai báo là con trỏ mà chưa trỏ tới một cái vùng nhớ nào, hoặc là nó có trỏ tới một cái vùng nhớ nào đó mà chúng ta không biết được rằng là cái địa chỉ nó là trỏ ở đâu. Đấy. Cho nên là ví dụ này, giả sử như là chúng ta khai báo một cái biến con trỏ. Đấy, ví dụ như là chúng ta khai báo một cái biến con trỏ là kiểu là con trỏ px có kiểu nguyên. Thế thì lúc này con trỏ là px được sinh ra, nhưng mà chúng ta không biết rằng là cái giá trị con trỏ này nó trỏ tới đâu. Thế muốn cho nó trỏ tới một cái
địa chỉ nào đó thì chúng ta sẽ gán cho nó là một cái địa chỉ của một cái biến, ví dụ ta hai béo kiến x gì là một cái biến nguyên, thì khi đó chúng ta gán địa chỉ của x gì cho biến con trỏ px, thì khi đó gọi là px sẽ là một con trỏ trỏ tới cái vùng nhớ và lưu giữ chữ và lưu trữ dữ liệu của cái biến x gì này. Thế để lấy giá trị của biến con trỏ thì chúng ta sẽ đặt cái dấu ký hiệu một cái phần tử dấu sao đứng ngay trước tên con trỏ này để chúng ta lấy giá trị. Thế ví dụ này, giả sử như là chúng ta có một cái biến x có kiểu nguyên mang giá trị 12, biến y chưa có giá trị và biến con trỏ px gì. Thế nếu như mà chúng ta gắn cái địa chỉ của biến y cho biến px gì với con trỏ px gì, sau đó là chúng ta gắn x cho sao px, thì khi đó hỏi rằng là px là có giá trị bao nhiêu, y có giá trị bao nhiêu. Đó. Và chúng ta nhìn này. Đó. Chúng ta nhìn. Đó. Thế thì lúc này chúng ta thấy rằng là px này, lúc này sẽ là con trỏ. Đó. Trỏ vào địa chỉ của biến y. Trỏ địa chỉ của biến y. Đó. Thế và khi mà chúng ta thực hiện gán x xì đang có giá trị 12 mà chúng ta thực hiện gán cho space đó, tức là chúng ta thực hiện là lấy giá trị của x gán vào cái vùng nhớ được trỏ bởi px, thì lúc này cái vùng nhớ mà đang được trỏ bởi px sẽ mang giá trị của x gì. Vậy x đang là có giá trị 12, vậy cái vùng nhớ mà đang trỏ bởi px sẽ có giá trị 12, mà px có giá trị 12 mà p thì x thì đang có địa trỏ tới cái vùng nhớ, px đang đào trỏ vùng nhớ, trỏ tới vùng nhớ của y, cho nên lúc này sẽ y của ta sẽ có giá trị 12. À, y sẽ có giá trị 12 và px thì sẽ là lưu địa chỉ của cái biến y. Vậy tóm lại y lúc này sẽ có giá trị 12. Thế còn cái việc mà chúng ta thực hiện có thể gán giữa các con trỏ với nhau thì chúng ta vẫn gán thông thường là chúng ta lấy tên con, ví dụ chúng ta cần cần gán cái địa chỉ của cái vùng nhớ mà đang được trỏ bởi con trỏ thứ hai, thì chúng ta sẽ thể hoàn toàn có thể cho con trỏ thứ nhất trỏ tới đó bằng cách là chúng ta gán cái tên con trỏ thứ hai vào cái tên con trỏ thứ nhất. Ví dụ này, giả sử như là chúng ta có hai con trỏ px và py, px là đang mang địa chỉ của biến x gì. Đấy. Thế thì px đây đang mang địa chỉ của x gì. Thế thì khi chúng ta thực hiện ban đầu khi tôi khai báo, khi ta khai báo thì px của ta là trỏ tới null và PY cũng là trỏ tới null, tức là chưa có địa chỉ xác định. Thế sau đó chúng ta thực hiện là gán địa chỉ của x gì cho PX, gán thì tức là lúc này PX của ta sẽ là con trỏ trỏ tới cái vùng nhớ của x gì đây. X gì đang mang giá trị 12. Lúc này PY vẫn chưa trỏ tới đâu cả. Bây giờ ta lại tiếp tục cho gán PX cho PY, thì lúc đó chúng ta thấy rằng là PY sẽ mang giá trị là địa chỉ của cái vùng nhớ được trỏ PX. Mà PX thì đang trỏ đến 12, cho nên là khi chúng ta thực hiện gán PX cho PY thì lúc này PI sẽ là con trỏ trỏ cái vùng nhớ mà vùng nhớ mà lưu địa chỉ vùng nhớ mà có giá trị của biến chỉ bằng 12. Ví dụ chúng ta quan sát một cái chương trình như này. Đấy. Thế thì ở đây phần chương trình này nó có ba cái phần, có hai cái phần thôi. Phần thứ nhất là khai báo các thư viện etdio và gunner.h. Phần thứ hai là cái hàm main. Hàm main này chúng ta khai báo là cái biến x có giá trị 12. Đấy. Biến con trỏ p cho biến con trỏ pi. Thế ra tiếp theo là chúng ta thực hiện là gán gán địa chỉ của x cho biến con trỏ px. Đấy. Tiếp theo là chúng ta thực hiện in giá trị của px ra. Sau đó là ta tăng px lên 10 đơn vị. Tăng giá trị của cái vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ px tăng lên 10 đơn vị. Sau đó ta in ra. In ra giá trị của x. Sau đó ta thực hiện gán px cho py, thì lúc đó vậy thì p có giá trị, sau đó ta thực hiện gán py trừ 15. Đó, thực hiện gán py thì chúng ta vậy thì khi thì in ra cái giá trị của py, ghi in ra giá trị của x này thì giá trị x có giá trị là bao nhiêu, thì chúng ta thử quan sát xem là chúng ta được nhập cái đoạn chương trình vào trong cái def c cộng xem là giá trị là bao nhiêu. Chúng ta nhìn đây. Đây, chúng ta cùng nhau
quan sát trên cái hình này. Ở đây thầy có một cái đoạn chương trình đấy, ở dòng thứ 4 này này là thầy khai báo cái biến x trừ px này. Thế giờ chúng ta thử ở dòng thứ 6 là thực hiện là gán cho px trỏ đến con cho đến biến dữ liệu x trừ có cho px trỏ đến vùng nhớ lưu dữ liệu của biến x trừ này. Thế rồi ở dòng thứ 8 thì cho cái giá trị của cái vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ px tăng thêm 10 đơn vị. Thế và ở dòng thứ 10 là cho con trỏ PI trỏ tới cái vùng nhớ được trỏ bởi PX. Dòng thứ 11 là cho giá trị của vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ PI giảm đi 15 đơn vị. Đấy. Và dòng thứ 12 là in ra cái giá trị của X. Bây giờ chúng ta thử xem là cái kết quả đoạn này chương trình này chạy ra bao nhiêu nhá. Nhìn này. Đấy, chúng ta thấy này. Ở đây x bằng 12, chúng ta thấy dòng thứ 5 này hiển thị x bằng 12. Tiếp tục này, dòng thứ 7 hiển thị ra giá trị. Dòng thứ 7 này hiển thị ra cái giá trị gì địa chỉ. Dòng thứ 7 hiển thị ra địa chỉ của x là 6487564, tức là px đang trỏ tới địa chỉ là 6487564. Tiếp theo là in ra cái giá trị của vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ px, giá trị của vùng nhớ đang được trỏ bởi px là sẽ có giá trị là 12. Đấy, tiếp theo là dòng thứ 9 nó hiển thị này, sau khi là giá trị của vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ px tăng lên 10 đơn vị thì nó sẽ hiển thị ra là bằng bao nhiêu đấy. Chúng ta lấy cộng thêm 10 là 22. Lúc này x thì sẽ có giá trị bằng 22, mặc dù là không phải cộng cho x nhưng mà lại cộng cho sao px, tức là gì? Tức là cái vùng nhớ mà được trỏ bởi con trỏ px sẽ có giá trị là tăng thêm 10 đơn vị, tức là tăng thêm 22. Đó. Lúc này x như vậy, mặc nhiên lúc này thầy đáp x giờ. Chúng ta nghe rõ không nhỉ? Được chưa? Ok. Đấy. Chúng ta thấy không? Thầy nói lại chỗ này nhá. Ở đây trong cái đoạn chương trình này thầy có một đoạn chương trình gồm có 14 dòng thôi. Phần đầu là thầy khai báo cái tệp tiêu đề các cái thư viện để vào tra dữ liệu là tệp stdio.h. Cái dòng thứ hai là khai báo cái thư viện conio.h để sử dụng cái get đây. Thế và ở trong cái hàm main này thì có một số lệnh nha. Lệnh thứ nhất là khai báo cái biến x có giá trị là 12 này. Biến con trỏ px, biến con trỏ pi. Thế và dòng thứ 5 là hiển thị ra cái giá trị của x. Đấy, và hiển thị ra ở cái dòng thứ 5 này là x bằng 12 này. Đấy. Thế tiếp theo này, dòng thứ 6 là thực hiện là cho con trỏ px trỏ tới địa chỉ của x. Dòng thứ 7 là hiển thị. Thứ nhất là hiển thị cái địa chỉ của biến x. Hiển thị cái dữ liệu thứ hai đó là giá trị của cái vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ px. Để chúng ta xem là hiển thị cái gì. Đây. Dòng thế nó hiển thị là px bằng 6487564, tức là đây là địa chỉ của cái vùng nhớ mà được trỏ bởi con trỏ px. Tiếp theo là nó hiển thị cái giá trị của cái vùng nhớ được trỏ px. Thế giá trị của vùng nhớ được trỏ px là bao nhiêu? Nó chính là giá trị của x. Mà x đang là 12 cho nên nó sẽ có giá trị là 12. Tiếp theo này, dòng thứ 8 là chúng ta thực hiện là tăng thêm 10 đơn vị cho cái giá trị của cái vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ px. Đấy. Thế và dòng thứ 9 là hiển thị ra cái giá trị của x. Thế chúng ta thấy rằng là ở dòng thứ 9 là nó hiển thị này, nó làm thực hiện hiển thị sao px bằng sai cộng 10 này. Và nó hiển thị là x bằng 22. Đấy, chúng ta tại sao x bằng 22? Trong khi đó x của ta đang 12. Bởi vì chúng ta có câu lệnh thứ 8 này này. Câu lệnh thứ 8 là tăng giá trị cho cái vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ px 10 đơn vị. Mà cái vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ px chính là cái vùng lưu trữ dữ liệu của biến x. Đấy. Mà x tăng lên 12 cho nên tăng lên 10 nó sẽ là 22. Thế và dòng thứ 11 dòng thứ 10 là gán px cho pi, tức là gì? Tức là cho con trỏ pi trỏ tới cái vùng nhớ được trỏ bởi px. Điều đó có nghĩa rằng là pi sẽ trỏ tới vùng nhớ chứa dữ liệu của x. Sau đó chúng ta thực hiện là giảm đi 15 đơn vị cho cái vùng nhớ
cho cái giá trị của vùng nhớ mà đang được trỏ bởi API. Thế thì ở dòng 12 thì chúng ta in ra cái gì? In ra x gì? À, chúng ta xem lúc này in ra x gì là cái gì? À, chúng ta đấy, in ra x gì nó phải bằng 7. Tại sao lại bằng 7? À, bởi vì rằng là PI, à, chúng ta thực hiện dòng thứ 10 là gán PI cho PI, mà PI chỉ đang trỏ từ x, cho nên lúc này PI của ta cũng sẽ trỏ từ x. PI trỏ từ x mà PI vùng nhớ được trỏ bởi vì nó giảm đi 15 đơn vị, tức là x cũng sẽ giảm đi 15 đơn vị. Cho nên đang từ 22 nó giảm đi 15 đơn vị là thành là 7. Đấy. Thế đây là cái chương trình để minh họa cho cái việc mà chúng ta thực hiện cái biến con trỏ về x và về y và cách sử dụng chúng và mấy cái mối quan hệ của biến con trỏ với cả các cái biến thông thường. Tiếp theo nữa là khi chúng ta sử dụng con trỏ ấy, thì chúng ta cũng cần quan tâm tới kích thước của con trỏ. Thế thì kích thước của con trỏ ấy, con trỏ nó lưu địa chỉ lưu địa chỉ, nên là kích thước của mọi con trỏ là chúng ta thấy rằng là nó như nhau, nó lưu địa chỉ cho nên là nó không lưu giá trị dữ liệu mà nó lưu địa chỉ, cho nên là kích thước của con trỏ là như nhau. Chúng ta đi vào cái nội dung tiếp theo, đó là cách chuyển tham số cho hàm khi các tham số đó là các con trỏ. Thế thì để trước khi đi vào nội dung của cái việc mà chúng ta chuyển tham số cho hàm là con trỏ thì chúng ta xét một cái ví dụ như này. Giả sử như là thầy có một cái chương trình, ở chương trình đó thầy có một cái hàm, đó là hàm hoán vị hai biến x và y, tức là chúng ta đổi chỗ cho nhau. Giữa cho hai cái biến x và y. Thế và trong hàm main thầy có hai cái biến a biến b, biến a có giá trị là 3, biến b có giá trị 6. Đấy. Thế và thực hiện gọi hàm hoán vị cho hai biến a b này thì chúng ta thấy rằng là cái kết quả in ra thì lúc này a không còn là 3 nữa, b không còn là 6 nữa, mà lúc này a sẽ là 6 và b sẽ là 3. Đấy. Và vì chúng ta thực hiện cái thao tác chúng ta định nghĩa cái hàm hoán vị là cái hàm như này. Thế thì để giá trị của tham biến của đối số truyền vào và sau khi ra khỏi hàm thì cái giá trị của đối số truyền vào nó phải được giữ nguyên những cái gì đã thay đổi trong hàm thì chúng ta phải truyền cho nó là tham chiếu, truyền tham chiếu để giữ lại những gì đã thay đổi trong hàm sau khi chúng ta ra khỏi hàm. Đấy. Thế nếu mà chúng ta không có cái ký hiệu tham chiếu là dấu địa chỉ này thì những gì thay đổi trong hàm nó sẽ bị mất đi mà nó giữ nguyên cái giá trị ban đầu. Đấy, cho nên là khi thế thì đấy là cách thông thường trước đây chúng ta học nhập môn lập trình chúng ta làm như thế. Thế nhưng bây giờ để thực hiện là giữ lại những gì đã thay đổi sau khi ra khỏi hàm thì chúng ta ngoài cái việc chúng ta sử dụng địa chỉ thì chúng ta còn có thể sử dụng cái con trỏ. Bởi vì tại sao sử dụng con trỏ được? À, bởi vì là con trỏ nó lưu địa chỉ của biến dữ liệu. Cho nên là cái việc chúng ta truyền vào là tham chiếu là địa chỉ hay là con trỏ thì nó cũng sẽ không có gì là khác biệt ở trong cái ví dụ này. Thế tuy nhiên ý, thế nếu như mà chúng ta thực hiện truyền vào cho nó, chúng ta gọi chúng ta thực hiện là thực hiện cái hàm hoán vị ở đây này, chúng ta thực hiện truyền vào cho nó là con trỏ, là con chúng ta để khai báo tham số là con trỏ. Thì khi mà chúng ta thực hiện gọi hoán vị thì chúng ta nhớ rằng là cái tham số chúng ta chuyển vào hay đối số chúng ta chuyển vào không phải là biến dữ liệu thông thường nữa, mà lúc này chúng ta đưa vào nó phải là địa chỉ của biến. Đấy, phải là địa chỉ của biến. Thế cho nên là đây là cái điểm khác biệt so với cả cái việc mà chúng ta thực hiện truyền tham số là tham chiếu cho chương trình con hàm, mà thay vào đó là chúng ta sử dụng con trỏ thì chúng ta phải chuyển đối số không phải là biến dữ liệu thông thường mà phải là địa chỉ của biến. Thế và trong hàm hoán vị, định nghĩa hàm hoán vị chúng ta nhớ rằng là chúng ta đổi đảo cái hoán vị hay là đảo cái giá trị của hai cái tham số này thì chúng ta lấy giá trị thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta để dấu sao ngay trước cái biến con trỏ đó để nói rằng là chúng ta lấy giá trị cho nó ra. Ví dụ nếu ở đây chúng ta bỏ cái dấu sao đi thì
cái phép gán t bằng x xì nó sẽ là sai, bởi vì là t là một cái biến kiểu in kiểu nguyên, cho nên là khi chúng ta lấy giá trị của cái vùng nhớ mà được trỏ bởi con trỏ x xì, chúng ta phải để dấu sao ngay đứng đằng ngay trước cái biến con trỏ. Ở đây cũng vậy, chúng ta gán sao x bằng sao y rồi sao y bằng t. Thế và khi chúng ta sử dụng con trỏ ấy, thì nó có một cái khi chúng ta sử dụng con trỏ thì nó có một cái mối liên hệ mật thiết đối với cả mảng. Đấy, chúng ta nhớ rằng là mảng là một dãy các cái phần tử đứng liên tiếp nhau, đúng không? Trong các cụ đứng liên tiếp nhau. Thế cho nên là khi chúng ta sử dụng một con trỏ thì chúng ta hoàn toàn có thể thay thế cho một cái tên mảng. Đấy. Ví dụ này, giả sử như là chúng ta nhìn đây, chúng ta là ở đây thầy có một cái mảng A, mảng này có 3 phần tử, tối đa là 3 phần tử. Thế thì cái phần tử đầu tiên ấy, phần tử đầu tiên tức cái phần chúng ta nhớ rằng trong C cái chỉ số của mảng là bắt đầu từ 0. Thế thì cái phần tử đầu tiên của phần tử đầu tiên này này của cái mảng A này. Đấy. Và khi đó phần tử đầu tiên nó sẽ có một cái địa chỉ của phần tử đầu tiên đó nó chính là địa chỉ của cả cái mảng A này. Thế cho nên là ta hoàn toàn có thể sử dụng cái tên mảng A này. Đấy. Được coi như một cái hàng con trỏ. Mang địa chỉ của cái phần tử đầu tiên và đấy cũng chính là địa chỉ của mảng. Ví dụ đây, giả sử như là ta khai báo một cái mảng A có tối đa 3 phần tử và con trỏ PA. Thế thì khi chúng ta thực hiện là gán PA bằng A thì đây là một cái phép gán mà cho cái con trỏ PA này trỏ tới cái địa chỉ của cái phần tử đầu tiên của cái mảng A. Thế cái điều này có nghĩa là tương đương cái việc mà chúng ta gán PA cho cái địa chỉ A0 đây. A0 tức là phần tử đầu tiên của mảng A. Thế thì giữa con trỏ và mảng thì nó có một cái mối liên hệ mật thiết là con trỏ thì có muốn mang địa chỉ của một mảng thì nó sẽ là mang địa chỉ của phần tử đầu tiên. Ví dụ ở đây ta có một cái mảng A có 5 phần tử và thầy khai báo một cái con trỏ PA. Con trỏ này sẽ mang địa chỉ của cái phần tử thứ hai. Ví dụ ta gán cho nó là địa chỉ của phần tử thứ hai, tức là con trỏ PA trỏ ở đây này. Đấy. Thế giờ nếu mà ta thực hiện là ta tăng cái biến PA lên một đơn vị thì lúc này chúng ta hình dung là PA vào bằng PA cộng 1 ấy, thì nó không phải là thực hiện là lấy giá trị của cái vùng nhớ của cái vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ PA cộng thêm 1 đâu, mà lúc đó là cái địa chỉ lúc đó là cái con trỏ PA này nó đang lúc này đang trỏ PA2, khi tăng lên một đơn vị tức là nó sẽ dịch chuyển sang cái vị trí bên cạnh, vị trí ngay sau hay là vị trí của phần tử ngay sau phần tử trước đó. Ví dụ là trong trường hợp chúng ta để PA bằng PA cộng 1 tức là chúng ta thấy là nó sẽ tăng lên một đơn vị. Từ A2 nó dịch sang A3. Lúc này con trỏ PA không còn trỏ PA2 nhưng mà là trỏ PA3. Đấy. Thế còn là nếu mà ta giảm đi hai đơn vị thì đang ở A3 thì nó giảm hai đơn vị nó trở về A1. Đấy. Thế như vậy là các phép toán thực hiện trên con trỏ và mảng nếu chúng ta gán như này thì cái việc mà chúng ta tăng cộng trừ trên biến con trỏ tức là chúng ta thực hiện thao tác là dịch chuyển các phần tử trên mảng. Còn ở trong C chúng ta thấy rằng là chúng ta có các cái thao tác như là toán tử cộng cộng, toán tử tăng cộng cộng này thì đối với cả toán tử này cũng áp dụng được trên biến con trỏ. Thế nếu như mà chúng ta để là toán tử này đứng ngay sau biến con trỏ thì lúc đó là nó sẽ nói lên rằng là con trỏ này sẽ dịch chuyển lên sang phần tử kế tiếp của cái mảng mà nó đang đang thao tác đang thực hiện là chỉ trên đó trỏ trên đó. Ví dụ giả sử bây giờ thầy có một cái biến con trỏ PA cho nó lưu địa chỉ của phần tử A2, nếu thực hiện là PA cộng cộng
thì lúc đó là con trỏ PA này nó sẽ chọn tới cái phần tử thứ ba, tức là PA nó sẽ mang địa chỉ của phần tử thứ ba trên cái mảng đó, có chỉ số là 3 trên mảng đó. À, thế thì phần tử thứ 0 là 5, phần tử thứ 1 là 10, phần tử thứ 2 là 15, phần tử thứ 3 là 20. Nếu ta thực hiện là PA cộng cộng thì lúc này giá trị của cái biến mà con trỏ PA trỏ tới đó nó sẽ mang giá trị là 20 chứ không còn là giá trị là 15 nữa. Thế còn nếu mà chúng ta để là sao PA cộng cộng, sao PA cộng cộng thì lúc đó nó sẽ lấy cái dữ liệu đang được trỏ bởi con trỏ PA là cộng thêm một đơn vị. À. Ví dụ đây, chúng ta để là sao PA cộng cộng này, thì nó sẽ tương đương với cả là PA bằng địa chỉ của A2 và nó thực hiện là cộng thêm một đơn vị. Tức là A2 thì đang là bao nhiêu đây ạ? Đang là 15 cộng thêm một đơn vị đây là 16 và kết quả là chúng ta sẽ có là biến phần tử thứ hai của cái mảng A mang giá trị là 16. Thế ngoài các cái phép toán tăng giảm rồi các cái phép toán cộng trừ trên con trỏ và mảng thì chúng ta còn có các phép toán quan hệ như là phép so sánh bằng này, so sánh khác này, so sánh lớn hơn, so sánh lớn hơn hoặc bằng này, so sánh nhỏ hơn và nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy. Thế tuy nhiên thì khi thực hiện các trên con trỏ thì chúng ta không có phép toán nhân chia và phép toán lấy phần dư. Thế và để truy xuất đến phần tử thứ n của mảng thì nếu chúng ta sử dụng con trỏ để biểu diễn mảng thì việc truy xuất đến phần tử thứ n thì chúng ta sẽ thực hiện là có cái toán tử là toán tử cộng. Đấy. Đầu tiên là chúng ta thực hiện là tên con trỏ. Đấy. Tên con trỏ thì bản thân của nó là trỏ tới phần tử thứ 0 của cái mảng đó rồi. Chúng ta muốn trỏ đến phần tử thứ n thì chúng ta cộng thêm n đơn vị. Và như vậy cái việc PA cộng n tức là chúng ta dịch con trỏ đến đến phần tử thứ n của cái mảng mà chúng ta đang thao tác. Đấy. Còn lấy dữ liệu ra chúng ta làm sao trước đó. Thì ở đây thì khi chúng ta thực hiện là con giữa con trỏ và mảng một chiều, chúng ta thấy rằng là ở đây thầy có một cái hai cái chương trình con hàm, một cái chương trình con hàm thứ nhất là sắp xếp một cái mảng, mảng đó là theo cái thứ tự là tăng dần, đó theo thứ tự là tăng dần, tức là theo thứ tự không giảm đấy. Và cái chương trình con hàm thứ hai là cũng sắp xếp theo tự tăng dần, nhưng ở đây là thao tác không ở trên mảng nhưng mà thao tác trên con trỏ. Thì chúng ta rằng là về cơ bản thì cái thuật toán thì tương tự nhau, cũng có hai vòng lặp. Thế tuy nhiên chúng ta để ý này, ở câu lệnh đối với cả sắp xếp trên mảng thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta để là AI lớn AG thì bây giờ chúng ta sẽ thay vào đó, đây AI lớn AG đây, đây là thực hiện trên mảng. Thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái giá trị dữ liệu. Thế nếu chúng ta thực hiện trên con trỏ mà chúng ta thực hiện là muốn lấy giá trị dữ liệu để so sánh thì chúng ta phải đặt đầu sao đúng là trước đó, sau đó là đến tên với con trỏ A cộng thêm y, AI tương ứng với A cộng y. Thế còn AG thì tương ứng sao và A cộng G, và chúng ta chỗ nào mà có AI thì ta thay bằng dấu sao A cộng y, và chỗ nào có AG thì ta thay bằng dấu sao A cộng G. Đấy. Và qua ví dụ này chúng ta thấy rằng là giữa con trỏ và mảng một chiều nó có một cái mối liên hệ với nhau, và chúng ta truy cập tới phần tử nào của mảng thì tức là chúng ta thực hiện là cho con trỏ đấy cộng thêm thêm cái chỉ số của cái mảng tương ứng. Để nói rằng là con trỏ mà muốn lấy giá trị đối với con trỏ mà muốn lấy giá trị của cái phần tử thứ y trên mảng thì chúng ta phải dịch con trỏ đến gì y ô nhớ liên tiếp. Từ cái phần mỗi con hệ giữa con trỏ mảng nhiều chiều thì chúng ta cũng thực hiện tương tự như là đối với cả con trỏ bằng một chiều. Tuy nhiên thì đây nó là mảng của mảng. Thế cho nên là chúng ta có thể coi rằng là mỗi một cái mảng, mỗi một cái hàng nó là mảng của mảng mà. Cho nên là mỗi cái mảng nó sẽ là lưu trữ là các con trỏ và con trỏ đấy nó sẽ
nó sẽ đóng vai trò là một cái mảng một chiều. Ví dụ này, giả sử như là chúng ta có một cái mảng A có hai phần tử là mảng A là cái mảng hai chiều. Chúng ta muốn truy xuất đến cái phần tử hàng Y và cột Z thì điều đó đồng nghĩa với cả là cái con trỏ A này nó dịch tới đi Y đơn vị cộng thêm Z đơn vị nữa. Đó. Tức là đây này, A cộng Y thì nó sẽ cho con trỏ A dịch đi Y đơn vị. Đó. Dịch đi Y ô nhớ. Đó là sau đó là chúng ta lấy giá trị để đâu sao lên. Đó. Đâu sao để đang nói rằng là đây là giá trị của mảng A. Đấy, giá trị của mảng A ở hàng thứ y. Thế thì giá trị của mảng A ở hàng thứ y thì nó chính là địa chỉ của vùng nhớ. Địa chỉ của cái vùng nhớ hay là địa chỉ của cái phần tử đầu tiên ở hàng y. Thế cho nên là chúng ta muốn truy xuất đến phần tử thứ gì ở hàng y thì chúng ta phải lấy giá trị của phần tử đầu tiên hàng y dịch thêm z đơn vị. Đấy, chúng ta sẽ là sao a cộng y cộng thêm z. Thì nó sẽ ra được là cái địa chỉ của cái mảng A tại hàng y và của z. Thế còn chúng ta muốn lấy ra dữ liệu thì chúng ta phải đặt dấu sao đúng không trước đó. Thế là cái truy cập về cơ bản thì nó cũng không khác gì nhiều so với cả mảng một chiều. Thế tuy nhiên về cái cú pháp thì chúng ta thấy rằng là nó không chỉ là có một dấu sao để lấy ra dữ liệu mà chúng ta phải có hai cái dấu sao. Chúng ta quan sát được hàng cuối cùng đây này. Đấy. Thì ở đây chúng ta lưu ý rằng là chính vì là mối liên hệ giữa mảng hai chiều và mảng một và con trỏ thì chúng ta là với một cái mảng hai chiều thì nó tương ứng với cả là mảng của các con trỏ. Đó, cho nên là chúng ta khai báo là một cái mảng A cũng có 3 hàng, tối đa là 3 hàng và tối đa là 3 hàng và 3 cột. Thì khi đó cái này chúng ta có thấy rằng là việc khai báo này nó đồng nghĩa với việc khai báo là một cái mảng các con trỏ có tối đa là 3 con trỏ. Con trỏ hàm thì cái phần này chúng ta xem qua để biết thôi. Ở đây có một cái nội dung đó là cấp phát bộ nhớ động. Chúng ta thấy rằng là khi chúng ta sử dụng con trỏ, lúc chúng ta khai báo một cái biến con trỏ để con trỏ này nó chưa trỏ tới đâu cả, đúng không? Thế cho nên là khi chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta đã khai báo nó rồi thì chúng ta nên cấp phát vùng nhớ cho nó. Tại sao cấp phát vùng nhớ cho nó? Bởi vì cái việc sử dụng con trỏ mà chúng ta không cấp phát vùng nhớ và chúng ta không quản lý nó thì có thể rằng là ở một cái lúc nào đó cái chương trình của ta mà lớn ấy, chúng ta rất khó kiểm soát cái việc sử dụng con trỏ. Ở đây trường hợp một này, ví dụ như là chúng ta khai báo một cái biến con trỏ PA có kiểu đây là cái biến con trỏ mà lưu địa chỉ của cái biến nguyên. Đó, chúng ta thực hiện là gán cho nó bằng 12. Đó. Thế thì cái việc mà chúng ta gán cho nó 12 này thì về cơ bản thì chúng ta thấy rằng là nếu đây là một cái biến dữ liệu thông thường thì chúng ta thực hiện gán này được. Nhưng vì đây là một cái con trỏ cho nên là nó lưu địa chỉ của các biến khác, cho nên cái việc chúng ta gán như này thì sau này chúng ta quản lý sẽ hết sức khó khăn. Đấy. Thậm chí nó sẽ có những cái giá trị mà chúng ta không lường trước, nó trỏ tới cùng nhớ mà chúng ta không lường trước được và dẫn tới rằng là cái dữ liệu mà chúng ta sử dụng trong cái biến con trỏ này có thể đã bị sai. Hoặc là chúng ta khai báo một con trỏ này trỏ đến phần tử cuối cùng của mảng. Thế sao trỏ đến phần tử cuối cùng rồi mà chúng ta tăng cho nó thêm một đơn vị nữa thì như vậy là chúng ta sẽ rất khó kiểm soát. Và không biết rằng là cái
giá trị của biến con trỏ PA nó mang giá trị bao nhiêu, nó có bảng A của ta là tối đa là có bao nhiêu, có 4 phần tử à, có tối đa đây có 5 phần tử. Đấy, chúng ta gán cho nó là địa chỉ của biến A4 này. Bây giờ đây là cái phần tử cuối cùng rồi, A4 này, này là phần tử cuối cùng, và chúng ta tăng thêm cho nó một đơn vị nữa thì vậy thì nó trỏ tới đâu, thì đây là cái giá trị mà chúng ta không thể kiểm soát được, cho nên là chúng ta cần phải cấp phát cho nó. Thế để cấp phát ý, thì chúng ta sẽ cấp phát theo nguyên tắc này, đầu tiên là tên con trỏ, sau đó là đến dấu bằng, rồi đến toán tử new, rồi đến là kiểu con trỏ. Ví dụ chúng ta cần cấp phát cho một cái vùng nhớ cho cái con trỏ PA nó trỏ tới đó thì chúng ta sẽ dùng toán tử new, sau đó là đến tên kiểu, là kiểu in đây. Thế giả sử như là chúng ta muốn cấp phát cho một cái biến con trỏ mà chúng ta muốn gán luôn giá trị cho cái vùng nhớ mà được chọn với con trỏ đó, thì chúng ta sẽ cho cái giá trị đứng trong dấu móc đơn ngay sau cái tên kiểu mà chúng ta khai báo, chúng ta cấp phát vùng nhớ. Ví dụ như này, chúng ta muốn cho cái biến PA trỏ tới cái vùng nhớ mà cái vùng nhớ đấy sẽ được khởi tạo là một cái giá trị thằng 12, thì chúng ta khai báo với con trỏ kiểu nguyên là sao PA kiểu nguyên này. Sau đó chúng ta thực hiện là PA bằng new in 12, thì lúc đó là nó sẽ cấp phát cho cái biến PA này một cái vùng nhớ, hay nó khác đi, con cho con trỏ PA này chọn tới cái vùng nhớ và cái vùng nhớ đó nó có giá trị dữ liệu là 12. Thế đã nói đến cấp phát, thì khi cấp phát chúng ta sử dụng nó, sử dụng xong rồi mà không có nhu cầu sử dụng tới con trỏ đấy nữa, không có nhu cầu sử dụng tới cái vùng nhớ đó nữa, thì chúng ta nên giải phóng cái vùng nhớ mà được trỏ bởi con trỏ đó. Thế thì để giải phóng vùng nhớ thì chúng ta sử dụng cái toán tử delete để chúng ta giải phóng. Toán tử delete sau đó là đến tên con trỏ. Thế trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái mảng một chiều và chúng ta thấy rằng là để cấp phát một cái vùng nhớ cho một cái con trỏ mà con trỏ đấy nó trỏ tới một cái vùng nhớ mà phần tử mà các cái phần tử nằm trên cái vùng nhớ đó là một cái là một dãy các phần tử của một cái mảng, hay nó khác đi là chúng ta khai báo một cái mảng mà ở đây sử dụng một cái con trỏ, thế thì khi đó chúng ta sẽ khai báo nó và cấp phát vùng nhớ cho nó. Ví dụ ta khai báo một cái mảng, ta cần có một cái sử dụng cần một cái mảng mà có tối đa là 5 phần tử và chúng ta cần phải sử dụng con trỏ để thao tác trên mảng đó, thì khi đó chúng ta khai báo một cái mảng có kiểu là kiểu mà chúng ta cần sử dụng. Ví dụ này, ở đây chúng ta khai báo một cái con trỏ A có kiểu nguyên và chúng ta sử dụng toán tử new để chúng ta cấp phát cho cái mảng A đó 5 phần tử, thì chúng ta khai báo từ bằng kiểu dữ liệu là kiểu in kiểu nguyên và sau đó là tối đa 5 phần tử, chúng ta để đằng sau kiểu kiểu in và đặt trong dấu móc vuông. Thế thì cái cú pháp tổng quát của nó là như này, là đầu tiên là tên con trỏ mà chúng ta cần phải cấp phát vùng nhớ, sau đó sau đó đến toán tử new, sau đó là kiểu con trỏ, sau đó là độ dài của mảng. Thế như vậy rằng là chúng ta đã cấp phát bộ nhớ cho một cái mảng động, cho một cái mảng động một chiều. Cái mảng này sẽ có tên là tên của con trỏ. Đấy. Và độ dài của cái mảng đó có bao nhiêu phần tử thì chúng ta sẽ truyền vào đây trong trong dấu vuông này. Ví dụ đây, giả sử chúng ta ở đây chúng ta sẽ cấp phát động cho một cái mảng A, cái mảng này có tối đa là 5 phần tử. Thế chúng ta nhớ rằng là cái chúng ta phân biệt cái việc mà chúng ta gán giá trị cho một cái vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ khác với cả chúng ta cấp phát số lượng phần tử cho một cái mảng động. Ở đây trong cái câu lệnh thứ nhất đây, chúng ta thấy rằng có một cái câu lệnh là in sao A bằng new in 5 ở đây này, thì chúng ta thấy rằng là cây câu lệnh này là câu lệnh là khai báo một con trỏ A. Con trỏ A này là chứa dữ liệu, con trỏ A này chứa dữ liệu của các con trỏ A này là chứa địa chỉ của các biến có kiểu nguyên kiểu in. Đấy, thế và ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái toán tử new để chúng ta cấp phát một cái vùng nhớ có kiểu nguyên. Đấy, vùng nhớ mà chứa dữ liệu kiểu nguyên và thực hiện là gán cho cái vùng nhớ đó, hay là cho cái vùng nhớ đó chứa dữ liệu là có giá trị là 5. Đấy. Thì cái câu lệnh này nó khác với cả cái câu lệnh là in sao A bằng new in 5 đây.
Cái câu lệnh này nó cho cái câu lệnh thứ hai này là cấp phát một cái vùng nhớ. Cái vùng nhớ đó, cấp phát một cái vùng nhớ này, vùng nhớ đó là gồm có tối đa là 5 phần tử liên tiếp, mỗi một cái phần tử vùng nhớ đó là được bố trí là 5 phần tử liên tiếp, và mỗi phần tử đó là một cái ô nhớ, hay là một cái vùng, mỗi phần tử đó là một cái vùng dữ liệu mà chứa cái giá trị có kiểu là kiểu nguyên. Đấy. Thế như vậy rằng là ở câu lệnh thứ hai này có nghĩa rằng là đây sẽ là một cái câu lệnh cấp phát một cái mảng động có 5 phần tử và mỗi phần tử đó là có kiểu nguyên. Đấy. Như vậy là phân biệt hai câu lệnh này, câu ở trên này này là cấp phát vùng nhớ, hay là cho con trỏ A trỏ tới một cái vùng nhớ có giá trị là 5. Thế còn cái câu lệnh thứ hai này, cho con trỏ A trỏ tới một cái vùng nhớ đó có 5 phần tử liên tiếp. Đấy. Và mỗi phần tử là có kiểu nguyên. Thế và đối với cả cái việc mà chúng ta giải phóng khi chúng ta sử dụng mảng xong rồi, mà mảng động xong rồi mà chúng ta không có nhu cầu sử dụng nữa, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái toán tử delete để chúng ta giải phóng cái vùng nhớ được trỏ vậy con trỏ đi. À, bằng cách là delete này đến toán đến dấu móc vuông này, sau đó đến tên con trỏ. Ví dụ này, giả sử như là ta cấp phát bộ nhớ động cho một con trỏ A trỏ tới một cái vùng nhớ mà có 5 phần tử kiểu nguyên đây. À, tức là con trỏ A sẽ trỏ tới phần tử đầu tiên của cái vùng nhớ này. Phần tử. Thế sau đó là nếu sau đó chúng ta thực hiện trên đó, thao tác tính toán trên đó rồi mà đến khi mà chúng ta không cần tới cái vùng dưới này nữa thì chúng ta giải phóng nó đi. Giải phóng chúng ta sử toán tử delete, sau đó là đến tên biến con trỏ, phân cách dưới cả toán tử delete này là dấu móc vuông, móc vuông, để nói rằng đây chúng ta giải phóng một cái mảng động. Thế đối với cả cái việc mà cấp phát bộ nhớ động cho mảng nhiều chiều thì chúng ta làm trên cơ sở chúng ta sẽ kế thừa cái việc cấp phát cho mảng một chiều. Thế tuy nhiên thì đối với cả mảng nhiều chiều thì chúng ta phải sử dụng một cái vòng for để chúng ta cấp phát cho chúng ta bản chúng ta nhớ rằng là cái bản chất của cái mảng nhiều chiều, ví dụ ở đây chúng ta sử dụng mảng hai chiều thì chúng ta khai báo một cái biến mảng hai chiều và chúng ta khai báo đó là con trỏ của con trỏ. Tức là gì? Tức là đấy là một cái biến mà mỗi một cái hàng của nó là các cái biến dữ liệu, là các phần tử chứa dữ liệu, chứa dữ liệu. Thế và cái phần tử đầu tiên ý, nó sẽ có cái giá trị là địa chỉ của cái hàng đó. Thế cho nên là ví dụ là thầy khai báo, ta khai báo là sao sao A đây, có nghĩa khai báo là một cái mảng động hai chiều, hay nó khác đi là con trỏ của con trỏ. Thế thì ta thực hiện là cấp phát vùng nhớ cho nó bằng cách là sử toán tử new in sao 10, tức là đây là cái thao tác là cấp phát cho mảng cho A làm cái mảng. Đấy. Mảng này có 10 phần tử và mỗi phần tử của nó là một con trỏ có kiểu nguyên. Đấy. Thế và vì là mỗi một con trỏ này, đây lại là một con trỏ, cho nên là mỗi con trỏ này cũng sẽ được cấp phát một cái vùng nhớ cho nó. Ví dụ như là mỗi một cái hàng chúng ta có 10 phần tử thì chúng ta lại duyệt từ 0 cho đến 10, cho đến 9. Thế và mỗi một cái phần tử AI đó thì chúng ta lại cấp phát cho nó là 10 phần tử kiểu nguyên, thì chúng ta cấp phát vào toán tử new đấy. AI ở đây là phần tử thứ y và cái phần tử này nó sẽ là một con trỏ. Con trỏ này trỏ tới phần tử đầu tiên của cái hàng mà có 10 phần tử. Đấy. Thế để giải phóng con trỏ thì chúng ta cũng làm tương tự như có chúng ta thao tác trên mảng một chiều thôi. Chúng ta cũng duyệt từ đầu mạng cho đến cuối mạng của con trỏ. Thế và mỗi một lần mà chúng ta duyệt thì chúng ta giải phóng cái vùng nhớ được trỏ bởi con trỏ thứ AI ấy đi. Sau khi giải phóng cho từng hàng rồi, chúng ta là tiếp tục giải phóng cho cái mảng A đó bằng toán tử delete. Như vậy là với giải phóng mảng hai chiều thì chúng ta phải dùng được một cái vòng lặp. Thế như vậy rằng là cái nội dung chương thứ nhất là thầy điểm qua một số cái nét chính đó. Vì trước đây là chúng ta cũng đã được học rồi, trên bài học hôm nay là thầy sẽ điểm qua một số cái nội dung chính đó. Về cơ bản thì nó sẽ có bốn cái nội dung như này. Thứ nhất là khái niệm về con trỏ và cách sử dụng con trỏ. Thứ hai là con trỏ và mảng.
Thứ ba là con trỏ hàm. Thì cái nội dung con trỏ hàm này thì chúng ta đọc qua để biết thôi, thế còn nó không nằm trong phạm vi mà cái giờ học hôm nay. Và cuối cùng là chúng ta cấp phát động cho viết con trỏ. Thế tiếp theo cái nội dung chương 1 này, tiếp theo cái phần này thì chúng ta sẽ đi vào làm một số cái bài tập. Thế thì có lẽ rằng là bài tập thì thầy sẽ gửi cho các em một số các cái bài tập, sau đó thì các em tự làm giờ sau thì các em nộp cho thầy.